Xin chào tất cả các bạn Hôm nay thì mình sẽ cùng với các bạn test thử một chiếc bút thử điện đa năng thì chiếc bút thử điện đa năng này cụ thể nó như thế nào thì bây giờ mình sẽ cùng với các bạn mở hộp ra nhé đầu tiên là mình thấy ở đây là một quyển sách hướng dẫn sử dụng chiếc bút thử điện đa năng này và đây chính là chiếc bút thử điện đa năng mình đang cầm trên tay đây các bạn chiếc bút này thì mình cảm giác nó giống như là một cây bút nông ấy, kích thước của nó to bằng cái bút nông các bạn đấy, trên thân của cái bút thử điện này có các thông số và ở đây có một cái màn hình hiển thị mình sẽ cho các bạn xem toàn bộ thân bút này ở đây có một cái bộ phận kẹp này các bạn cái bộ phận kẹp này thì quá trình các bạn làm việc các bạn có thể kẹp vào túi áo túi quần rất là tiện luôn các bạn đấy nó giống như là một cái bút luôn cái bút thử điện này có khả năng đo nguồn điện nha các bạn nguồn điện đo ở đây là nguồn điện từ 0,8 đến 1.000V nguồn điện xoay chiều có thể đo được là 0,8 đến 700V ở đây có chức năng đo thông mạch từ 0,1 ohm cho tới 50 ohm đo điện trở từ 0,1 ohm cho tới 60 m ohm nha các bạn Đấy. đây là chiếc bút thử điện có thương hiệu là MT007 Pro Đấy. nhìn khá là đẹp luôn các bạn ở à, phía này thì có khả năng đo được tụ điện này tụ điện đo được là uh, 10 nf cho tới uh, 60 mf nhiệt độ thời gian thực ở đây là 20 cho tới 50 độ C có khả năng đo diode uh, và bóng nét 3V này đo tần số từ 1Hz tới 10 mhz cũng khá là cao các bạn đây là toàn bộ thông số của em nó ở đây thì nó có một cái màn hình hiển thị đây, Đến mặt sau này sẽ sử dụng pin 3 chữ A nha các bạn. Bây giờ mình sẽ nắp cục pin vào cho các bạn xem. Đấy, chỉ sử dụng một cục pin duy nhất 3 chữ A. Tức là pin 1,5V. Pin loại nhỏ các bạn. Mình khuyên các bạn nên sử dụng pin sạc nhiều lần. Trong quá trình sử dụng như vậy thì nó sẽ không bị chảy nước so với pin thông thường nha các bạn. Đấy, bây giờ mình sẽ bắt đầu nắp pin này vào cho các bạn xem. Chiếc bút thực hiện đa năng này trên thân bút này sẽ có ba nút chính tức là nút khởi động nguồn và nút chuyển tiếp của các chức năng nút hot day ở giữa tức là nút giữ lại ảnh màn hình Đấy. và cái nút bên dưới cùng này là nút chuyển tiếp chức năng của một chiếc bút điện bây giờ thì mình sẽ lấy cho các bạn xem cái này cái này chính là cái bộ phận dây mát để chúng ta cắm vào bộ phận phía sau của bút thử điện này cho chúng ta đo nguồn điện cũng như là đo điện trở các thứ Bây giờ mình sẽ khởi động lên cho các bạn xem nhé. Đấy, sau khi mình khởi động lên thì màn hình đầu tiên có chức năng đầu tiên đó chính là chức năng auto. Đây là chức năng đo nguồn điện tiếp xúc. Mình sẽ test thử luôn cho các bạn xem chức năng đo nguồn điện không tiếp xúc này nó như thế nào nhé. Khi chúng ta đưa cái này tới một cái ổ điện thì nó sẽ phát ra tiếng kêu và đồng thời cái đèn đỏ nó sẽ báo cho các bạn biết khi các bạn tới cái khu vực có nguồn điện mạnh nhất chức năng này có thể sử dụng cho chúng ta đo nguồn điện khi chúng ta kiểm tra một cái đầu dây nào đấy nó bị đứt đấy. đây là chức năng thứ hai mình muốn giới thiệu tới tất cả các bạn đó chính là chức năng đo thử điện nó có khả năng phân biệt được pha nóng và pha lạnh của một cái nguồn điện xoay chiều nó giống như kiểu một cái bút thử điện vậy các bạn mình sẽ chọc vào đây mình thử cho các bạn xem nhé có vẻ là nó hơi vương cái nắp nhựa của nó mình sẽ rút ra và mình sẽ cắm vào cho các bạn xem để nó tiếp xúc nhiều hơn đấy khi các bạn cắm vào thì nó báo đèn đỏ tức ở đấy là pha nóng còn không báo đèn gì cả tức ở đấy là pha lạnh đấy đây là pha nóng nha các bạn Khi nó sẽ báo đèn đỏ này Đấy, và đồng thời sẽ phát ra tiếng kêu Còn chúng ta cắm vào bên này thì đây chính là phát lạnh Thì nó sẽ không báo ra tiếng kêu gì cả Chức năng này mình thấy nó rất là hay Nó giống hệt một chiếc bút thử điện thông thường Đấy. Chiếc bút thử điện thông thường thì các bạn ấy thì nó sáng thôi Còn đây là cái chức năng này là cái chức năng PA Chức năng này thì nó là một dạng chức năng kiểm tra kiểu dạng cháy các bạn Nhưng mà chức năng này thì người ta chưa hoàn thiện mình sẽ tìm hiểu cái chức năng này sau nha các bạn Ở đây các bạn nhấn giữ nút này Thì nó sẽ có một cái đèn nét để sáng Cái đèn nét này nó rất là hay các bạn Để trong quá trình chúng ta làm việc ban đêm ấy Chúng ta muốn kiểm tra nguồn điện Thì chúng ta nhấn giữ nút này Thì cái bóng đèn nét này nó sẽ sáng đấy. Cho chúng ta công việc làm nó dễ dàng hơn đấy. Cũng cùng một cái nút đấy Người ta thiết kế thêm một cái bóng nét ở đây Mình thấy nó rất là hay các bạn rồi xong cái chức năng của bút thủ điện nhé thì à, bây giờ mình sẽ giới thiệu các bạn là cái chức năng này các bạn sẽ nhấn nút ở cái bộ phận nút nguồn này màu đỏ ấy. chức năng đầu tiên là chức năng chức năng auto auto thì các bạn có thể sử dụng đo được tất cả các thằng đo khi nhấn tiếp thì sẽ chuyển sang chức năng đo nguồn điện một chiều này đây để đo được một uh, nguồn điện một chiều thì mình sẽ lấy một cái cục pin hoặc là một cái nguồn điện một chiều mình sẽ đo thử cho các bạn xem nhé khi các bạn đo nguồn điện một chiều thì các bạn nên sử dụng dây đo nhé tại vì nó phải cần có dây đo thì mới có thể đo được nguồn điện cũng như là đo được các thông số khác nó giống hệt một cái đồng hồ vạn năng thông thường thôi các bạn rồi bây giờ mình sẽ cắm vào cho các bạn xem nhé sau khi mình đã cắm xong cái rắc kết nối mát của em nó mình sẽ đo cho các bạn xem cái cục pin này xem thông số nó chính xác không nhé đây là mình đang đo nguồn điện một chiều nha các bạn số vôn ở đây là 1,6 vôn vôn đấy các bạn đã thấy ở đây thì cái cục pin tiểu này là cái cục pin tiểu 1,5V Nhưng mà cục pin này nó còn mới các bạn Điện nó còn mạnh ấy Thì thông thường những cục pin mới ấy Thì số vôn của nó bao giờ cũng vượt ngưỡng 1V hoặc là 2V là chuyện bình thường luôn các bạn Bây giờ thì mình sẽ chuyển sang thang đo khác nhé Mình sẽ chuyển sang thang đo AC tức là đo nguồn điện xoay chiều Mình sẽ cắm trực tiếp cái bút thử điện này vào cái ổ cắm điện cho các bạn xem nhé Nguồn điện đo ở đây là Các bạn chờ thì cái ổ điện nhà mình nó hơi mát đây, nguồn điện đo ở đây là 228V Đây các bạn thấy đây Thì ở mỗi khu vực sẽ có một cái nguồn điện khác nhau nha các bạn Có một số khu vực các bạn đang sinh sống thì nguồn điện có thể cao hoặc thấp Tùy theo cái đường dây nó dẫn các bạn và tùy theo chạm điện ở đấy nữa Ở mình thì là 228V cho tới 230V Đây như vậy là thang đo điện xoay chiều này đo rất là chính xác các bạn ạ. Bây giờ thì mình sẽ chuyển sang một cái thang đo khác cho các bạn xem nhé. Đây là thang đo tụ điện. Mình sẽ lấy một con tụ điện mình đo thử cho các bạn xem. Đây là con tụ điện 50V 1000UF tức là 1000 microfarad nha các bạn. Bây giờ mình sẽ tiến hành đo luôn cho các bạn xem. Thì các bạn chờ một tí để cho cái màn hình này nó sẽ lấy được thông số. Con tụ điện này nó hơi bị mát, các bạn chờ một tí nhá. Đấy, các bạn chờ thì nó tắt màn hình và nó sẽ bật lên. Thông số ở đây là 911 uF. Con tụ điện này của mình thì nó là một con tụ điện cũ nên cái chất môi hóa ở bên trong nó đã bị yếu rồi các bạn. Con tụ điện này nó đã bị yếu dần rồi, nói chung là nó đã suy giảm rất là nhiều. Đấy. Đây là con tụ 50UF 1000 microfarad, nếu mà thông thường tụ điện mới thì nó sẽ vượt ngưỡng 1000 ngay các bạn. Đây là con tụ điện cũ. Nói chung là thông số cũng khá chính xác. Bây giờ mình sẽ chuyển sang thang đo thông mạch. Thang đo diode cho các bạn xem nhé. Mình chạm đây này. Đấy nó phát ra tiếng kêu Báo ra chúng ta đang thông mạch Cũng như là ngắn mạch đấy các bạn Đấy các bạn nghe thấy tiếng không Bây giờ mình sẽ chuyển sang thang đo này Thang đo này là thang đo nhiệt độ Nhiệt độ này nó sẽ dựa theo nhiệt độ của môi trường Nó tự động nó đo được ở trong cái thân máy các bạn Nó sẽ tự động hiển thị nhìn đây Đấy, đây là nhiệt độ thời gian thực Và đây chính là nhiệt độ ép mình sẽ nhấn sang thang đo này là thang đo tần số cái này có thể đo được tần số điện xoay chiều hoặc một chiều bây giờ mình sẽ đo cái tần số điện xoay chiều của nhà mình xem cho các bạn xem nhé mình sẽ cắm vào đây tần số ở đây là 50 hz nói chung là tần số của nguồn điện xoay chiều của mạng điện lưới 220 v thông thường là 50 hz mà các bạn Đấy. rất là chính xác các bạn tần số của nguồn điện lưới bình thường là 52Z cũng rất là chính xác bây giờ thì mình sẽ đo cái con diode cho các bạn xem nhé không chỉ những cái con diode màu đỏ này diode sung này mà có thể đo được tất cả các loại diode khác thì đo diode này thì nó rất là dễ này các bạn này diode thông thường nó chỉ cho một đầu hiển thị thông số và một đầu sẽ không hiển thị thông số như vậy là diode tốt đây con này uh, cho một đầu hiển thị thông số hiển thị uh, trở kháng đây các bạn và một đầu không hiển thị trở kháng thì là con diode này nó còn rất là tốt bạn nào biết về đo về diode thì các bạn đều uh, có thể biết được rồi Đấy, nó chỉ cho một chiều nên và một chiều không nên bây giờ mình sẽ đo con điện trở này cho các bạn xem mình sẽ chuyển về thang đo auto để đo điện trở thì chúng ta chuyển về thang đo auto nha các bạn Đây đây là con điện trở tầm khoảng 300 ohm như các bạn đã nhìn thấy vạch màu của em nó đây mình sẽ đo cho các bạn xem nhé đây 298 ohm tất nhiên là con điện trở này là con điện trở có thông số là sai số 5% mà các bạn nên đo như thế này là cũng khá là chính xác Đấy. 300 ohm thì đo được hơn 200 thì 298 thì quá là ok rồi Bây giờ mình sẽ đo con điện trở này cho các bạn xem. Con điện trở này là con điện trở 22 ôm Thì thông số sai số của nó là 21,9. Nói chung là cũng khá là chính xác các bạn. Chiếc bút từ điện này mình thấy có một cái bộ phận rất là đặc biệt đó chính là bộ phận que đo của em nó. Các bạn nhìn thấy đây, que đo của em nó nhìn rất là nhọn và nhìn được gia công rất là chuyên nghiệp. Tại sao người ta lại làm nó nhọn như vậy? Đều có ý định cả đấy các bạn mình sẽ cho các bạn biết tại sao người ta làm như vậy nhé. Mục đích của nhà sản xuất người ta làm cái que đo nhọn như vậy để cho chúng ta đo những cái con linh kiện dán ở đây. Đấy, chiếc bút này nó hoàn toàn là thiết kế ra để cho chúng ta đo những con linh kiện dán. Bởi vì những cái con linh kiện dán SMD nó rất là nhỏ. Nên người ta thiết kế ra cái que đo nó nhọn để cho chúng ta quá trình đo điện trở này, đo tụ điện ở trên một cái bo mạch chủ nào đấy nó rất là dễ dàng và cái thông số hiển thị ngay ở trên màn hình luôn các bạn và chúng ta có thể nhìn thấy ngay luôn đấy chúng ta chọc đến đâu và chúng ta có thể nhìn thấy thông số được ngay đến đấy nó không giống như những cái đồng hồ vận năng khác đây là một cái đặc điểm mình rất là thích hiển thị thông số ngay lập tức và nhìn thấy luôn rất là gọn nhẹ còn cái đồng hồ vận năng khác thì các bạn một quá trình các bạn đo các bạn chọc vào cái mạch điện tử các bạn phải ngước mắt lên các bạn nhìn cái đồng hồ vận năng đấy còn đối với em này thì không cần rất là chuyên dụng để cho chúng ta sửa chữa những cái mạch điện tử có linh kiện dán hiển thị thông số luôn và phân tích bệnh để sửa chữa rất là dễ dàng Đấy. người ta đã tích hợp những cái công nghệ này vào đây một chiếc bút thử điện đa năng có cả chức năng của tất cả các loại đồng hồ đo vạn năng vào chiếc bút thử điện này hiện tại thì tất cả những cái loại ngành công nghiệp điện tử thông thường bây giờ trong quá trình người ta sản xuất ý, người ta sản xuất những cái linh kiện điện tử bây giờ người ta làm những cái bo mạch thường thường là những cái linh kiện này. người ta làm thì các bạn thì thường làm những cái linh kiện smd tức là linh kiện dán rất là nhỏ chiếc bút này để cho chúng ta sinh ra để sửa chữa những cái mạch điện tử bo mạch nhỏ như vậy nó dễ dàng hơn trong quá trình chúng ta sửa chữa hiển thị ngay lập tức Đấy. Mình nghĩ là các bạn nên sở hữu chiếc bút thử điện đa năng này. Rồi, mọi chi tiết sản phẩm về chiếc bút thử điện đa năng này thì mình sẽ để trong phần mô tả video dành cho anh em nào cần. Anh em nào cần và yêu thích cả bộ môn sửa chữa điện tử thì có thể vào phần mô tả để đặt hàng, người ta sẽ gửi về cho tất cả các bạn. Đấy. Ok. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sắp tới. Bye bye.